Thưa quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin Hoa Kỳ và Thế giới của đài chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có được ngày mới an lành và một ngày làm việc nhiều niềm vui. Hôm nay đài chúng tôi gửi tới quý vị nội dung sau. Google Earth phát hiện bí mật quân sự Trung Quốc muốn che giấu ở sa mạc Gobi. Nhiều công ty Trung Quốc giúp Triều Tiên rửa tiền thông qua các ngân hàng Mỹ. Người phụ nữ gửi thư chứa chất cực độc trong trăm gia hầu tòa. Báo cáo gia đình Biden dính líu đến đường dây tội phạm quốc tế gồm rửa tiền, buôn người và mại dâm. Sau đây là chi tiết nội dung. Google Earth phát hiện bí mật quân sự Trung Quốc muốn che giấu ở sa mạc Gobi. Theo các hình ảnh trên Google Earth, Trung Quốc được cho là đã thử nghiệm khả năng che giấu máy bay chiến đấu của họ khỏi vệ tinh do thám bằng cách sơn một số họa tiết kỳ lạ xung quanh các phương tiện quân sự tại một căn cứ tối mật ở sa mạc Gobi của nước này. Các hình ảnh được phát hiện trên Google Maps mô tả các cấu trúc và mạng lưới đường kẻ bí ẩn trên sa mạc Gobi của Trung Quốc khu vực được cho là nơi quân đội nước này sử dụng để tiến hành các thử nghiệm quân sự và vũ khí. Những hình ảnh này lập tức gây xôn xao trên mạng, với một số người nghi ngờ chúng là bản đồ đường phố của các thành phố lớn ở Mỹ. Tuy nhiên, Jonathan Hill, một kỹ thuật viên nghiên cứu người Mỹ ở Arizona lại cho rằng chúng được sử dụng để trợ giúp các vệ tinh do thám của Trung Quốc. Theo ông Hill, Trung Quốc cũng như nhiều nước khác được cho là đã vận hành các vệ tinh do thám và những cấu trúc cũng như mạng lưới các đường kẻ bí ẩn trên bề mặt sa mạc Gobi được cho là được tạo ra để trở thành mục tiêu hiệu chuẩn cho các vệ tinh giao thám. trong đó mạng lưới những kẻ bí ẩn được cho là được tạo ra bằng sơn. đang chú ý một hình ảnh kỳ lạ khác cho thấy các vật thể được sắp xếp giống như bãi đá cổ Stonehead ở Anh, trong đó các máy bay chiến đấu đậu ở trung tâm của cấu trúc bí ẩn này. Theo ông Hugh Cấu trúc này có thể được xây dựng nhằm mục đích che giấu một số hoạt động quân sự bí mật của quân đội Trung Quốc với thế giới bên ngoài. Đây gần như chắc chắn là một mục tiêu hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm cho các thiết bị radar quỹ đạo. Trung Quốc có thể đang thử nghiệm cách làm cho các khu vực xung quanh máy bay đủ gập ghềnh để che giấu máy bay phần nào, ông Hiu nói. Nói cách khác, điều này có thể cho thấy quân đội Trung Quốc đã sử dụng các thiết bị radar để gửi tín hiệu xuống các mục tiêu từ trên cao để xem chúng được che giấu như thế nào bởi các cấu trúc xung quanh chúng. Từ đó, các chuyên gia radar của nước này có thể tìm hiểu cách tốt nhất để che giấu các hoạt động quân sự của Trung Quốc khỏi vệ tinh của các nước khác, cũng như cách tìm các vật thể được che giấu cẩn thận ở các nước khác. Tuy nhiên, ông Hill cũng nhấn mạnh thêm rằng trên thực tế, các máy bay được làm bằng kim loại đã làm tăng độ phản xạ radar của chúng và sẽ rất khó để che giấu chúng hoàn toàn. Nhiều công ty Trung Quốc giúp Triều Tiên rửa tiền thông qua các ngân hàng Mỹ. Tài liệu cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của Triều Tiên nhằm thâm nhập hệ thống tài chính toàn cầu để luồn lách qua các lệnh trừng phạt. Trong nhiều năm, cộng đồng quốc tế đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên nhằm ngăn chặn nguồn tài chính có thể đầu tư vào các chương trình hạt nhân của quốc gia này. Một số biện pháp trừng phạt đặc biệt nhắm vào việc chuyển tiền để chặn quyền truy cập của Bình Nhưỡng vào hệ thống tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, bất chấp các lệnh trừng phạt, Triều Tiên vẫn chuyển tiền qua biên giới quốc tế trong những năm gần đây, theo tài liệu mật mà kênh NBC News thu thập được. Theo bản tin ngày 21 tháng 9 trên NBC News, tài liệu mật này tiết lộ khoản tiền đã được chuyển với sự giúp đỡ của các tổ chức có liên hệ với Triều Tiên lên tới hơn 174,8 triệu đô la trong vài năm. Tất cả các giao dịch thông qua các ngân hàng Hoa Kỳ đều bị xóa, bao gồm ngân hàng JP Morgan Chase và ngân hàng New York Mellon. Một báo cáo về hoạt động đáng ngờ do ngân hàng New York Mellon đệ trình cho thấy Ma Hong, giám đốc tập đoàn phát triển công nghiệp Đan Đông Hongxiang ở thành phố Đan Đông, Trung Quốc, gần biên giới với Triều Tiên đã chuyển tiền cho Triều Tiên. Tài liệu tiết lộ, Giám đốc Ma và Tập đoàn Dan dong Hong Seng đã chuyển tiền đến Triều Tiên qua Trung Quốc, Singapore, Campuchia, Mỹ và các nơi khác, sử dụng một loại các công ty vỏ bọc để chuyển hàng chục triệu đô la thông qua các ngân hàng của Mỹ ở New York. Vào năm 2015, ngân hàng New York Mellon đã báo cáo sự việc xử lý khoản chuyển khoản 85,6 triệu đô la đáng ngờ. Tài liệu được NBC thu thập được nêu chi tiết 20,1 triệu đô la trong các giao dịch đó vào năm 2016 và 2019, chính quyền Mỹ đã truy tố Ma và các giám đốc điều hành khác của đàn đồng Hồng về tội rửa tiền và giúp Triều Tiên trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. Cho đến nay không có ai bị dẫn độ và các khoản phí vẫn đang chờ xử lý, theo báo cáo. Người phụ nữ gửi thư chứa chất cực độc trong trăm ra hầu tòa. Feria Pascal, người gửi thư chứa chất cực độc Britkin tới Nhà Trắng đã ra hầu tòa hôm 2 tháng 9, theo giờ Việt Nam là 23 tháng 9 với các cáo buộc đe dọa Tổng thống Trump. Theo Global News, Park Councilor Verum Freer, 53 tuổi, đến từ Quebec, Canada, xuất hiện tại tòa ở Buffalo, New York trong bộ quần áo màu nâu, đeo khẩu trang màu xanh, tay bị còng. Tại tòa, bà chỉ đưa ra những câu trả lời ngắn gọn có hoặc không. Thẩm phán tòa sơ thẩm là Kenneth Schroeder cho biết nghi phạm không nhận tội. Dự kiến Ferrier sẽ tiếp tục xuất hiện tại tòa vào thứ hai tới ngày 28 tháng, tháng 9. Reuters đưa tin Ferrier bị bắt hôm Chủ nhật ngày 20 tháng 9 tại biên giới Canada-Hoa Kỳ khi đang nạp một khẩu súng đã nạp đạn vào một con dao. Theo cáo trạng của tòa, Ferrier đã gửi một phong bì có chứa Rikin đến Nhà Trắng, một chất cực độc có nguồn gốc từ hạt thầu dầu và đề tên người nhận là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Lá thư bị mật vụ Mỹ chặn lại hôm thứ Sáu ngày 18 tháng 9 nên không ảnh hưởng đến ông Trump. Trong thư, Ferrier còn đe dọa rằng nếu Rikin không hiệu quả, bà ta sẽ tìm công thức tốt hơn cho loại thuốc đầu khác thậm chí đe dọa sử dụng súng. Cá chẳng cho biết thêm Federer đã gửi 6 bức thư tương tự từ Canada đến Texas cho những người làm việc trong các nhà tù hoặc trung tâm giam giữ, nơi bà đã bị giam vào năm 2019. Trước đó vào ngày 21 tháng 9, cảnh sát Canada đã khám xét một căn hộ ở ngoại ô Montreal có liên quan đến bà Ferrier. Báo cáo, gia đình Biden dính líu đến đường dây tội phạm quốc tế gồm rửa tiền, buôn người và mại dâm. Một báo cáo của Thượng viện Mỹ vừa được công bố hôm thứ Tư ngày 23 tháng 9 kết luận Cựu phó tổng thống Joe Biden đã đồng ý để con trai ông Hunter Biden và các thành viên khác trong gia đình hưởng lợi ích tài chính thông qua các mối quan hệ với các công ty và chính phủ nước ngoài trong thời gian của ông tại nhiệm. Theo FBI, báo cáo phối hợp giữa Ủy ban An ninh nội địa và vấn đề chính phủ và Ủy ban Tài chính Thượng viện do Đảng Cộng hòa dẫn đầu đã làm dấy lên lo ngại về hoạt động tội phạm tiềm tàng của Hunter Biden từ hối lộ đến mại dâm. Báo cáo cũng cho biết chính quyền Obama đã nhận thức được vấn đề xung đột lợi ích giữa Hunter Biden được bổ nhiệm vào Hội đồng Quản trị của Burisma, một công ty khí đốt tự nhiên ở Ukraine, liên quan đến cáo bộ tham nhũng, nhưng đã phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Hai quan chức dưới thời Obama là George Kent và Amos Hodgson nói rằng họ đã bày tỏ quan ngại về công việc của Hunter và nguy cơ xung đột lợi ích với chính sách Ukraine của Mỹ. Mỗi lo ngại của Ken bị phớt lờ và vào tháng 9 năm 2016, ông đã nhấn mạnh trong một email cho các đồng nghiệp rằng sự hiện diện của Hunter Biden trong hội đồng quản trị của Burisma rất khó xử đối với tất cả quan chức Mỹ, muốn thúc đẩy chương trình nghị sự chống tham nhũng ở Ukraine. Báo cáo có đoạn viết. Nhìn chung, báo cáo gây sốc mô tả Hunter Biden, Joe Biden và các thành viên khác trong gia đình có dính líu và các hoạt động tội phạm tiền tệ quốc tế nhờ lợi dụng vị thế phó tổng thống của ông Biden. Họ đã xây dựng một mạng lưới tiền tệ toàn cầu khổng lồ áp dụng các biện pháp đe dọa dạ và ban nạt đối với các tập đoàn và chính phủ nước ngoài để đạt được mục đích cá nhân. Báo cáo nói gì? Những sự thật gây sốc được phát hiện trong báo cáo bao gồm việc Bộ Tài chính Mỹ nhận thấy các khoản thanh toán quốc tế do Hunter Biden và đối tác kinh doanh Devon Archer của ông này thu thập có thể đến các từ các hoạt động bất hợp pháp, theo Just the News. Hồ sơ ngân khố mà Chủ tịch có được cho thấy hoạt động tội phạm tiềm tàng liên quan đến các giao dịch giữa Hunter Biden, gia đình và các cộng sự của ông với các công dân Ukraine, Nga, Kazakhstan và Trung Quốc. Báo cáo dài 87 trang tiết lộ xác nhận thông tin trước đó của Just The News. Có lẽ tiết lộ gây sốc nhất là Bộ Tài chính Mỹ đã cảnh báo về các họa khoản chi do Hunter Biden và đối tác kinh doanh Devon Archer thu thập được ở nước ngoài từ các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp tiềm năng. Theo báo cáo, một tài liệu gọi là báo cáo hoạt động đáng ngờ đã cảnh báo về các giao dịch hàng triệu đô la của Hunter Biden tại công ty khí đốt Ukraine Burisma Holding. Chủ tịch của nó là một nhà tài phiệt Nga tên là Yelena Baturina, bên cạnh các doanh nhân Trung Quốc có mối quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các nhà điều tra thượng viện vẫn chưa xác định được liệu FBI hoặc những người khác đã điều tra những mối lo ngại này hay chưa. Theo báo cáo Hunter Biden và Gong Yandong, một công dân Trung Quốc bị cáo buộc thực hiện các giao dịch cho các công ty trách nhiệm hữu hạn nằm dưới quyền kiểm soát của Ye Ming một doanh nhân năng lượng bị cáo buộc tham nhũng, đã đăng ký một tài khoản ngân hàng và mở một hạn mức tín dụng tại Mỹ. Báo cáo này cho biết Hunter Biden, người chú James Biden và vợ là Sarah Biden đều là chủ sở hữu chung của các thẻ tín dụng kết nối với tài khoản do Hunter và đồng mở. Gia đình nhà Biden sau đó đã sử dụng thẻ tín dụng này để mua những món đồ trị giá hàng nghìn đô la, bao gồm vé máy bay và nhiều mặt hàng tại các cửa hàng của Apple, hiệu thuốc, khách sạn, nhà hàng với các khoản chi tiêu đắt đỏ khác. Báo cáo cũng làm giấy lên lo ngại rằng Hunter Biden có thể có liên quan đến đường dây mại dâm hoặc buôn người. Báo cáo cho biết Hunter Biden đã trả tiền cho những phụ nữ nước ngoài không cư trú tại Mỹ, có quốc tịch Nga hoặc các nước Đông Âu khác. Có vẻ như việc này có liên quan đến đường dây mại dâm hoặc buôn người ở Đông Âu. Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa và Chính phủ Thượng viện, Thượng nghị sĩ Ron Johnson đã có buổi trò chuyện với rất the New hôm thứ Tư ngày 23 tháng 9. Ông cho biết Phó Tổng thống Biden có thể đã chịu các tác động mờ ám hoặc thậm chí bị tống tiền sau hậu trường do con trai ông Hunter của dính líu đến rất nhiều giao dịch kinh doanh đáng ngờ. Bản báo cáo đưa ra những câu hỏi nghiêm túc mà vị cựu Phó Tổng thống Biden cần phải trả lời. Đơn giản là có quá nhiều xung đột lợi ích, hoạt động phản gián và các mối đe dọa tống tiền tiềm mẩn đến mức không thể phất lờ. Ông nói. Bản tin vừa rồi cũng kết thúc phần bình luận của Đài chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.